bán cái sản phẩm đầu lưng này thì mình sẽ thấy trung bình hoa hồng của nó 44 đô. Nếu mà mình muốn bán thì mình bấm vào nút promote, đây là ID affiliate marketing, mình bấm vào generate hot link, mình copy cái link này. Như đã hiện ở trong video lúc trước chia sẻ cho các bạn bộ video về làm affiliate marketing trên kênh YouTube. Bây giờ Hường sẽ tiếp tục chia sẻ cái bộ video đấy từ đầu cho đến hết. Từ lúc mà xây một cái kênh YouTube cho đến lúc mà mình chạy quảng cáo như thế nào và mình lấy link như thế nào. Bây giờ mình để tóm tắt lại một chút nha. Thì nếu như mình muốn kiếm tiền Clickbank thì chúng ta lên đây và chúng ta đăng nhập vào tài khoản Clickbank của mình. Mình lên đây, mình ví dụ như mình chọn cái ngách thì Hường sẽ chọn một cái ngách khá là dễ trên thị trường, đó là cái ngách sức khỏe, là cái ngách rất xưa nhưng không bao giờ cũ. Gần như là hầu hết mọi thế kỷ thì người ta đều quan tâm tới sức khỏe. Bây giờ Hường lọc qua mình coi thử sản phẩm nào, mình sẽ lấy một cái sản phẩm mình làm ví dụ xây một cái kênh YouTube nói về ngách sức khỏe nha. Thì bây giờ như này, nếu như mà mình muốn bán một cái sản phẩm ở trên đây, ví dụ như bán sản phẩm này mà mình muốn mình lấy cái link thì mình copy cái link này, mình đi bán thì mình sẽ nhận được trung bình là 28 đô hoa hồng. Đây, cái link của Hường copy như thế này đây. Đúng không? Ôn lại một chút. Đấy, thì tương tự cho nếu như mà mình muốn bán cái sản phẩm đầu lưng này thì mình sẽ thấy trung bình hoa hồng của nó 44 đô. Nếu mà mình muốn bán thì mình bấm vào nút promote, đây là ID affiliate marketing, mình bấm vào generate hot link, mình copy cái link này đi đưa đến khách hàng quảng bá. Nếu ai mà click vào cái link này mua thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng, đúng không? Bây giờ Hường sẽ xây một cái kênh khác, lấy ví dụ như trước đây Hường hay lấy ví dụ một cái kênh như thế này. Kênh như thế này là đây chính là cái kênh của mình. Đấy, khi mà Hường xây cái kênh này có những cái kênh tương tự ha. Mọi người có thấy là có rất là nhiều kênh bắt chước kênh của Hường, đó lý do tại sao mà Hường không có share cái ID Clickbank. Rồi ok, bây giờ Hường sẽ xây kênh như thế này, tức là mình làm những cái video và sau đó thì ở dưới link phần mô tả ấy, thì mình để cái link affiliate của mình ở đây. Mọi người hình dung đúng không? Nếu mà chưa hình dung Clickbank là gì, kiếm tiền Clickbank là gì thì mọi người hãy quay trở lại xem các video trước để xem về kiếm tiền Clickbank căn bản. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây cái kênh như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ tạo một cái kênh thương hiệu. Mình sẽ tạo một cái kênh thương hiệu cho tạo kênh thương hiệu đi, tạo cái kênh thương hiệu cho cái sản phẩm. Bây giờ sản phẩm của mình sẽ ở tệp khách hàng của mình. Bây giờ mình sẽ muốn đó là thứ nhất là những người họ trên 50 tuổi đi. Những đối tượng này mọi người biết sao, đối tượng này thì họ hay bị nhiều cái vấn đề về sức khỏe, họ cũng hay bị mập, bị cao huyết áp, bị tiểu đường vân vân, và họ cũng có tài chính nữa, có thu nhập khá là tốt so với những tuổi dưới 18. Như vậy thì ví dụ như họ bị những cái vấn đề về về là bị tiểu đường này, bệnh xương khớp, bệnh cao huyết áp, ở những tuổi này thì họ hơi bị mập và muốn giảm cân này. Đó là những cái vấn đề đấy của người già. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái tệp như này, thì mình lên Clickbank. Ví dụ mình có thể bắt đầu bởi một cái sản phẩm ví dụ như liên quan tới bệnh ví dụ như liên quan tới bệnh cao huyết áp đi. Ví dụ liên quan tới cao huyết áp trước. Bây giờ mình lên, mình sẽ kiếm một cái sản phẩm liên quan tới cao huyết áp nào. Cao huyết áp thì ở đây nó sẽ có là high blood pressure. Mình coi thử trên này có không. Thực ra thì mọi người không cần search này, mọi người lướt qua một dòng thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như thế. Search như này nhiều khi nó bị sót sản phẩm ấy. Thì mình kiếm ví dụ như sản phẩm này. Thấy trung bình một đơn của nó là 44 đô. Như vậy thường bắt đầu mình sẽ quảng bá sản phẩm cao huyết áp. Thì mình lên đây mình lấy cái link. Copy nó. Thì bây giờ Hường sẽ đi quảng bá cái link này nha. Đây, Hường sẽ đi quảng bá cái link này xem thử là quy trình quảng bá nó như thế nào. Thì mình muốn quảng bá cái sản phẩm này cho đến khách hàng. Nếu ai click vào link này và bấm vào nút order, order nó nhỏ nhỏ này, order họ mua hàng thì mình sẽ nhận được trung bình là 44 đô. Bây giờ Hường sẽ lưu lại cái link này. Link. Mình sẽ lưu lại. Cao huyết áp. Mình sẽ bắt đầu bởi cái sản phẩm này. Kênh này nó sẽ là kênh bắt đầu bởi bệnh cao huyết áp đi. Tiếp theo thì Hường sẽ bắt đầu là lên
Coi thử là những cái từ khóa nào họ được sử dụng thường xuyên. Thì công cụ này mình sẽ mở sẵn, còn nếu như các bạn muốn làm thế nào để có thể truy cập vào công cụ này thì xem các video khác trên kênh của Hường chia sẻ về làm thế nào để sử dụng các công cụ tìm kiếm từ khóa. Ví dụ như Hường sẽ vô cái công cụ này thì mình sẽ dịch nó ra thử có những cái từ khóa này. Để mình nhớ là điều chỉnh cái vị trí ở đây, chứ là mình không để Việt Nam nữa, mình xóa nó, mình để là US, Hoa Kỳ là chủ yếu này, Canada đấy, hoặc là một số quốc gia khác nếu muốn. Thôi mình tạm thời mình để hai quốc gia đi cho nó dễ, ồ ít có lực tìm kiếm quá. Bây giờ mình coi thử coi. Ok, mình sẽ thấy đó là cái từ healthcare nè. Nó là cái từ độ cạnh tranh cũng khá là thấp và lượt tìm kiếm của nó hàng tháng cũng nhiều nè. 100.000 cho đến 1 triệu. 1 triệu lượt tìm kiếm trung bình thôi. Bây giờ mình lấy cái kênh này, mình làm cái tên của cái kênh YouTube của mình. Đi, mình sẽ lấy xem một cái kênh, nó tên kênh là cái tên này. Ok, thì bây giờ Hường sẽ tạo một cái kênh YouTube thương hiệu. Cái video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ về tạo kênh YouTube thương hiệu như thế nào. Ok, nhớ xem video và nhớ bình luận like cái video này chút nha. Hường sẽ gặp lại sớm ở video tiếp theo. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.